Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải cái ứng dụng Google Ads, tức là các bạn có thể xem được tất cả cái bản đồ ở các nước trên thế giới ở trên các thiết bị Android qua rất nhiều những cái lời đề xuất của các bạn đề nghị. Còn trên iOS thì mình đã hướng dẫn cho các bạn ở một video rồi, các bạn có thể tham khảo lại nhé. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải và cách sử dụng ngay bây giờ nhé. Rồi thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn và hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn tải cái ứng dụng Google Ads đây này, Google này, cái tức là cái ứng dụng mà các bạn có thể xem được cái map của tất cả các nước, một số nước, hầu như là đa số các nước ở trên thế giới. Đấy thì hiện tại thì mình đang sử dụng ở trên máy Android. Mình có một cái video hướng dẫn cho các bạn cách tải ở trên iOS rồi, thì tuy nhiên thì cũng có nhiều bạn đề xuất là mình hướng dẫn tải trên Android, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải trên Android, thì các bạn cùng theo dõi nhé. Bây giờ mình sẽ gỡ cái ứng dụng của mình đang xài đi và mình sẽ hướng dẫn cho bạn cài lại từ đầu. Đó, mình đã gỡ rồi nhé. Ok. Rồi thì cái cách mình hướng dẫn cho các bạn này nó cực kỳ đơn giản thôi các bạn ạ. Đó, nó rất đơn giản thôi. Đó, thì cái mình đã tạo một cái đường link APK sẵn ở phía dưới phần mô tả. Đấy thì các bạn chỉ việc click vào ở phía dưới phần mô tả cái video của mình thì các bạn sẽ click vào cái đường link và các bạn tải về thôi. Sau khi các bạn tải về xong thì các bạn vào cái tập tin nhé. Các bạn chọn vào file APK này. Đó. Thì ở đây thì các bạn nhìn thấy ngay cái đầu tiên này, các bạn nhìn nhá, là Google Ads Tân TV này. Đấy thì đến đây thì các bạn chỉ việc click vào thôi. Các bạn chỉ việc click vào và các bạn sẽ tải giống như những cái ứng dụng khác bình thường thôi. Đấy thì bây giờ các bạn sẽ chọn là cài đặt nhé. Đấy thì nhiều cái bạn khác các bạn hướng dẫn thì các bạn cần phải tải một cái phần mềm fake IP, chuyển IP sang các cái nước khác thì các bạn mới có thể sử dụng được. Nhưng tuy nhiên thì mình cố gắng giúp cho các bạn một cách nhanh nhất thì các bạn có thể tải được cái ứng dụng này. Đó, của mình đã tải xong rồi nhé. Bây giờ các bạn chỉ việc mở lên thôi. Các bạn không cần phải xài app, không cần phải xài cái fake IP hay gì cả nhé. Đó, các bạn nhìn chưa, nó đang lên giao diện của nó nhé. Đấy, quả địa cầu này. Đến đây thì các bạn chỉ việc chọn cái khu vực mà các bạn muốn tham gia thôi, các bạn muốn tìm kiếm đến thôi. Ví dụ như mình tìm một cái địa điểm là đây này, mình sẽ tìm một cái thành phố ở đây này, Nam Phi chẳng hạn đây này. Gesono Vesin Italy này. Đấy. Các bạn chọn vào. Các bạn muốn đến cái thủ đô nào thì các bạn chọn nhé. Thành phố nào của nước nào thì các bạn chọn ra. Đấy. Cũng rất là nhanh thôi. Đây là mình đang xem và đây sẽ là cái thành phố của nó này, khu đô thị. Các bạn có thể nhìn thấy cái miêu tả chú thích ở cái phần đấy, có cái hình ảnh này, các bạn không thích thì các bạn tắt đi nhá. Và đây thì mình chắc mình cũng không cần phải hướng dẫn cho các bạn nhiều bởi vì cái video trước mình hướng dẫn chi tiết rồi. Thì các bạn nếu mà muốn xem 3D thì các bạn sẽ chọn là 3D này. Đó, khung cảnh 3D, sau đó thì nó sẽ quay cho các bạn xem khung cảnh 3D. Đó, đây là cái Gesono này, Gesono đấy. Và các bạn muốn người đến thì các bạn sẽ chọn vào, muốn xem đến cái từng cái ngõ thì các bạn sẽ chọn vào những cái điểm xanh này nhá. Ví dụ như mình đến cái chỗ này chẳng hạn. Đó, thì các bạn click vào những cái điểm xanh nó hướng dẫn nhé. Bây giờ nó sẽ đưa các bạn đến cái ngõ đấy hoặc những cái phố mà các bạn vừa click vào. Đấy. Đấy, nhà ở bên Snow gì đây, Magro Ven Veneto Italy đấy. Đó, nhà cửa người ta cũng đường này. Cái này gần như kiểu khu quê thôi. Đó, khu quê thôi nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa. Đấy. Xoay vòng tròn nhé, các bạn nhìn đầy đủ nhé. Đấy, đường này rất đẹp này, các bạn nhìn này. Đấy, xịn nhé. Đấy, cái này chắc là một vùng ngoại ô thôi. Đấy. Rồi. Đấy thì cái cách mà các bạn sử dụng cái ứng dụng Google Ads này thì nó cũng đơn giản thôi và mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách tải cái đặt trên hệ điều hành Android. Nếu bạn nào thấy hay thì cho mình một like và một đăng ký kênh nếu các bạn là người ghé kênh của mình đầu tiên, và chia sẻ cho bạn bè được biết cái cách tải Google Ads này để các bạn trải nghiệm nhé. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới của mình.